Tập 40. Em ấy khoác áo khoác lông của ta đi. Hôm đó Lương Thượng không nhận ra là ấu đồng, bèn mắng em ấy như mắng ta, rồi đuổi ra ngoài. Sau đó gia đình khiêng sách vào, phát hiện Lương Thượng lại dựa vào trên bàn sách, trên người bị cắm một con dao. Phu nhân, ta thật sự không giết người. Cô yên tâm, có Lăng tướng quân và con trai Diên Thận của ta ở đây thì chắc chắn sẽ điều tra được rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho cô. Giữ chặt bà ta cho ta. Người đã chết rồi, cô thích bịa thế nào mà chẳng được. Tam Lăng nhà ta đã thẩm vấn người gác ngoài cửa, chỉ thấy một mình cô ra vào đó. Chẳng lẽ không phải cô giết con trai ta mà là ấu đồng sao? Cô là kẻ không tuân thủ đạo làm thê tử, lén lút qua lại với thái tử, ai sẽ tin cô chứ? Không phải cô giết thì là ai giết? Diêm phu nhân, chuyện này chưa rõ ràng, ta xin đi điều tra sáng tỏ. Điều tra? Xem cô tài giỏi chưa kìa. E là thánh thượng nói cô có thể phò tá xạ tắc, cô cũng dám đồng ý nhỉ? Cô nhìn ta làm gì? Ta nói sai sao? Cô xem cô đi, trong kinh thành này làm gì có cô nương nào tự cho mình là đúng, tỏ ra tài ba khắp chốn như cô? Dốt nát bất tài thì thôi, còn đi điều tra án mạng cơ đấy. Cô lại đi thật à? Mẹ, Thiện Kiến đi điều tra cùng Trình tiểu thư trước, xin cáo từ. Trình thiếu thương. Không phải cô muốn đến để điều tra à? Sao cứ nhìn chằm chằm ta mãi thế? Quỳnh đúng là khác hẳn mẫu thân Quỳnh. Thường ngày Quỳnh ăn mặc như công tử nhà quyền quý, mẫu thân Quỳnh là ăn mặc giản dị như đang để tang, bảy nghiêm túc thận trọng. Quỳnh lại suốt ngày nói năng khắt khe. Người một nhà mà, phải bù trừ cho nhau chứ. Mẫu thân ta không thích cười, cũng không thích nói. Nếu ta không như vậy thì chẳng phải trong nhà càng nham chán, càng khó sống sao? Nói có lý lắm, ta và mẹ ta cũng vậy. Bù trừ cho nhau, mỗi người một khác. Tránh xa ra. Một cô nương đi điều tra vụ án mà không thấy sợ hãi à? Đương nhiên là ta thấy chuyện này có điều kỳ lạ nên mới đến đi điều tra. Tử Thạnh vốn không cho ta tới, thế cô còn đến làm gì? Chỉ bằng ngoan ngoãn ở nhà chờ ngày kết án là được. Chuyện này có liên quan đến danh dự của Khúc Liên Quân, cũng có liên quan đến danh dự của Hoàng hậu và Thái tử. Tại sao ta phải ngồi yên trong nhà để chờ đợi? Ta có phải kiểu cô nương xuất giá tòng phu đâu. Thực ra Lăng Bất Nghi nói đúng, chuyện này dính dáng đến Thái tử, thâm sâu khó lường. Điều tra nhiều ắt sẽ liên lụy nhiều, điều tra ít lại dễ trắng tay trở về. Cô không nên bị liên lụy vào. Kỳ lạ, nếu trong căn phòng này không hề có người thứ ba ẩn náu thì hung thủ giết Lương Thượng ở trong phòng như thế nào? Dạo này cô đỡ nóng nảy hơn rồi đấy, nếu là trước kia thì chưa được ba câu đã cãi cọ với ta rồi. Dạo này ta cũng thấy thế, có lẽ là vì ta đã có Tử Thạnh rồi. Quỳnh ấy đối xử với ta rất tốt, rất tốt, lại yêu thương ta nữa. Đương nhiên là ta cũng không cần phải tranh chấp với người khác làm gì. Ta cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ gả cho một lang quân có tính tình như vậy. Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ càng, nếu không gặp Quỳnh ấy, đời này sẽ có tiếc nuối. Ta nói những điều này với Quỳnh làm gì? Quỳnh vẫn nên đi xem mắt, tìm thê tử cho sớm đi. Tại sao? Ta phải mau chóng xem mắt, mau chóng tìm thê tử. Cô và Lăng Bất Nghi yêu nhau đến bạc đầu thì liên quan gì tới ta? Lôi ta vào làm gì? Chính vì Quỳnh không có người thương, cho nên khi nhìn thấy phu thê ân ái như chúng ta đây, Quỳnh cảm thấy khó chịu trong lòng. Có điều ta biết Quỳnh đố kỵ với Tử Thạnh.
vì có thể cưới được một cô nương xuất sắc như ta. Nhưng ta nói cho huynh biết, huynh hoàn toàn có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút, dù sao cũng không dễ tìm được cô nương xuất sắc như ta đâu. Cô thấy ta đố kỵ với Lăng Bất Kỳ à? Đương nhiên là đố kỵ với huynh ấy rồi. Nếu không tại sao lần nào gặp huynh ấy huynh cũng hừ hừ, cứ như là bị ngứa họng. Ta là cái gì? Có vật lạ à? Ta là gì? Thấy hai người thân thiết bất chấp hoàn cảnh, ta buồn nôn. Buồn nôn đúng không? Buồn nôn thì quên ra ngoài đi. Tránh ra. Được, ra ngoài. Cô điều tra đi, cô điều tra. Trâu buộc ghét trâu ăn. Nếu điều tra mệt rồi thì có thể ra ngoài nghỉ ngơi. Chỗ này cũng chỉ bằng lòng bàn tay thôi. Bằng lòng bàn tay. 1, 2, 3, 4. Cô cẩn thận vào. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cô làm gì thế? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Không đúng. Tại sao ngoài cửa là 26 bước, trong phòng chỉ có 20 bước? Còn 6 bước nữa đi đâu rồi? Lương Vô Kỵ ta chỉ là con nuôi của nhà họ Lương. Lương Thượng chết rồi, ta cũng chỉ tạm thời thay thế vị trí gia chủ mà thôi. Lương Thượng và Lương Hà là con cùng một mẹ, đều là đời sau của Lương Thái Công. Chờ sau khi Lương Thượng được chôn cất, ta sẽ truyền vị trí gia chủ cho tam đệ Lương Hà. Thế thường ngày mối quan hệ của Lương Hà và Lương Thượng có tốt không? Hắn Lương Hà đâu? Im miệng. Lương Tam công tử, không lẽ ngươi chính là hung thủ? Cô đừng nói lung tung. Không phải ta giết người, thế tại sao ngươi lại trốn ở đây, còn giơ dao kề cổ ta thế này? Ta còn chưa hỏi cô đó, cô chạy đến đây nộp mạng để làm gì? Lương Tam công tử cảm thấy giết ta thì ngươi có thể bình an vô sự hay sao? Nếu ta vô duyên vô cớ mất tích tại nhà họ Lương, ngươi cũng không thể bình an thoát được. Mật thất này cực kỳ bí ẩn, chỉ có ta biết. Cô vào được đây cũng chỉ là may mắn đó thôi, chưa chắc họ đã tìm được. Ta hoàn toàn có thể giết cô, sau đó chờ họ rời đi, ta lại nghĩ cách trốn thoát. Ai mà biết được, ta là hung thủ thật sự chứ. Ta còn đoán được, ngươi lại sợ họ không đoán được sao? Ngươi đâm chết thứ huynh của mình nhân lúc hắn giận dữ, muốn đổ tội cho Khúc Linh Quân,
Sau đó ngươi lại trốn vào trong mật thất, cởi áo khoác dính máu ra, mặc quần áo của gia đình vào, rồi lén ra ngoài những lúc hỗn loạn. Bây giờ ngươi trốn ở đây, chắc chắn là vì lúc nãy bị Lăng Bất Kỳ hù dọa, nên bây giờ muốn tới tiêu hủy chứng cứ, đúng không? Cô im đi. Cô còn nói thêm câu nào nữa, ta sẽ giết cô. Người vốn có tiền đồ tươi sáng, cần gì phải mạo hiểm giết thứ huynh của mình? Chắc là ngươi có nỗi khổ gì nên mới làm những việc sai lầm này vậy? Ta không sai. Là vị huynh ép ta ra tay. Hắn kế thừa vị trí gia chủ, nhưng suốt ngày say mê kim thạch, hoàn toàn không màng tới sản nghiệp của nhà họ Lương. Hắn không hề xứng đáng làm gia chủ. Rõ ràng ta mới là con dòng chính, rõ ràng ta có hoài bão hơn, tại sao ta lại chẳng có được gì hết? Ta đã sống tầm thường chất dưỡng 20 mấy năm rồi. Hắn mà không chết, ta sẽ phải sống tầm thường chất dưỡng cả đời hay sao? Ngươi đã nhẫn nhịn hơn 20 năm rồi, sao lại mạo hiểm vào lúc này? Ta đoán chắc chắn ngươi bị người khác lừa gạt. Nếu chuyện đã tới nước này, ta có một cách để giúp ngươi. Thiếu chủ, đã tìm khắp phòng rồi, Trịnh tiểu thư không ở đó thật. Ta là vị hôn thê của Lăng Bất Nghi, quỳnh ấy coi ta như tính mạng của mình. Ngươi dùng mạng của ta đổi lấy mạng của ngươi, đương nhiên quỳnh ấy sẽ thả ngươi đi. Được chứ? Ra tay, dỡ căn phòng này cho ta. Dân Lăng Bất Nghi, cậu điên rồi sao? Không được dỡ, không được dỡ. Đây là nhà của nhà họ Lương, không được dỡ. Ra tay. Dân Lương Tam công tử, đừng do dự nữa, dùng ta làm con tin để ngươi thoát ra ngoài. Trước mắt chỉ có cách này thôi. Cô đừng lừa gạt ta, bây giờ ta sẽ giết cô. Chờ họ đi rồi ta lại trốn ra, chẳng phải an toàn hơn sao? Nhanh lên nữa đi. Nếu ngươi còn do dự, chờ Lăng Bất Nghi vào đây dỡ căn phòng này thì ngươi càng không thoát được. Cô im đi. Lại đây. Cô ta ở đây. Các ngươi đừng lại đây. Hàng Nhi, quân tử phải tránh xa nơi nguy hiểm. Thận Nhi à, đừng có qua đó. Hà Nhi, lui về sao? Nếu không ta giết cô ta. Lui đi. Lương Tam công tử, thả người ra. Ta thả cô ta ra thì ta còn đường sống chắc. Người đừng tưởng ai cũng ngu ngốc. Bao dây lại. Lăng tướng quân, đừng làm khó người trong gia tộc ta nữa. Chỉ cần hắn thả người, ta sẽ tha cho nhà họ Lương và cả mẹ ông. Lăng tướng quân, cần gì phải làm khó nữ nhân? Nhà họ Lương chúng ta là thế tộc trong năm đó, cựu cũ. Nếu Trịnh tiểu thư của cung Trường Thu có mệnh hệ gì thì cũng sẽ đắc tội với hoàng hậu, chọc giận thánh thượng. Thế tộc của nhà họ Lương cũng chỉ dừng lại ở trăm năm thôi. Tử Thạnh, ta trông thấy áo dính máu lúc hành hung của hắn trong mật thất. Hung thủ chính là hắn của Yên Nhi. Người đứng im. Lương Tam công tử, bây giờ đã bắt được cả người lẫn tang vật, ngươi không còn đường lui nào nữa rồi. Nhưng Lăng mộ đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi không làm hại thê tử ta, ta có thể đảm bảo cho mẹ ngươi bình yên. Hà Nhi, cô mặc kệ ta, cô mau chạy đi. Ta không đầu hàng. Ta có chết cũng phải kéo theo một người chết cùng. Các người muốn giết bà già đó thì giết đi, ta quyết không mềm lòng. Hà Nhi,
Đi. Đó là ngươi nói đấy. Vậy ta sẽ chặt đứt một tay của bà già này, để xem ngươi có mềm lòng hay không. Con ơi, con ơi, con của ta, con của ta. Ta đã nói vụ án này không cần muội điều tra, sao muội cứ mạo hiểm thế? Nếu muội có bất trắc gì thì ta phải làm sao? Con dao mà dặn bác phụ cho ta, ta luôn đem theo bên người, vì sợ ngộ nhỡ có chuyện gì. Nhưng ta thấy bộ dạng không muốn chết của hắn, nên mới nghĩ cách để hắn đưa ta ra ngoài. Nếu ta chết thật, ta cũng muốn trước khi chết có thể gặp huynh lần cuối. Nhưng huynh thì hay rồi, ta bị dọa sợ đến chết, huynh không an ủi ta thì thôi, còn nói ta như vậy. Là ta không tốt, là ta không tốt. Chỉ là ta sợ quá. Là bất kỳ huynh còn có lúc biết sợ sao? Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến muội thì ta đều sợ. Nếu đã tìm được hung thủ thì ta sẽ đưa hắn về phủ Định Quý thẩm vấn. Đứa con đáng thương của ta. Mẹ, mẹ đừng giả vờ giả dịch ở đây nữa. Huynh trưởng là con nuôi, được cha tiến cử làm lương châu mục. Mẹ nói để con làm gia chủ, nhưng cha lại giao cho thứ huynh. Mẹ, mẹ lại chẳng đấu tranh vì con một chút nào. Thứ huynh tư chất tầm thường, hắn chỉ là một tên phế vật. Nhưng mẹ với huynh trưởng và cả gia tộc, các người ai cũng coi hắn như báu vật. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ? Thật được cười. Rõ ràng là bản thân ngươi không có chí tiến thủ. Mẹ ngươi nuông chiều ngươi quá mức, mới gây nên quả lớn ngày hôm nay. Đúng là con hư tại mẹ. Con của ta, sao con lại u mê thế này? Con của ta, con ra nông nổi ngày hôm nay đều tại mẹ. Lần nào mẹ cũng làm lớn chuyện, hại con không thể xử lý hậu quả. Lương hả? Ta khuyên ngươi mau khai ra ai ép ngươi giết ca ca rồi vu cáo cho thái tử. Nếu không, chuyện này ắt sẽ gây quả cho cả gia tộc. Đưa đi. Ngươi, con của ta. Con của ta. Con ơi, con của ta. Ta với ngài vào cung gặp thánh thượng, trực tiếp tạ tội. Người to gan lắm. Tử Thành nói phải bắt sống Lương Hà, người lại bắn chết hắn. Người nói đi, có phải ngươi là chủ mưu đứng sau vụ án Lương Hà hãm hại thái tử không? Có phải ngươi sợ Tử Thịnh bắt sống Lương Hà sẽ hỏi ra được chân tướng sự việc phải không? Bệ hạ, không phải thần. Thế thì vì sao? Nhà họ Lương Hà Đông vốn thịnh vượng, nhưng lệ đế hung bạo sát hại gia tộc nhà họ Lương. Đến khi di thần lên làm gia chủ, trong nhà đã không còn con cháu tài giỏi nữa. Nhà họ Lương Hà Đông huy hoàng gần 100 năm, lừng lẫy một thời, nay lại ra nông nổi thế, cũng khiến cho trẫm rất đau lòng. Còn nhớ năm đó,
Di thần nương nhờ bệ hạ có chút công lao nhỏ, bệ hạ còn đùa thần. Hỏi di thần, thần sao không xin ban thưởng cho con cháu trong nhà? Quả thật thần khó nói những nỗi khổ trong lòng, vì nhà thần thật sự không còn con cháu tài giỏi nữa. Hai huynh đệ của thần tuy là con ruột của cha, nhưng chẳng ai ra gì. Thần là con nuôi, được cha tiến cử làm châu mục đã thấy thẹn với long ân rồi. Bây giờ càng không thể phải làm thế nào để báo đáp bệ hạ. Khóc cái gì? Muốn nói gì thì nói rõ ràng đi. Bệ hạ, lẽ nào thần không biết Lương Thượng, Lương Hà là kẻ bất tài vô dụng sao? Như ngày trước giao cho họ quản lý điền trang, ruộng đất cũng không xứng. Liên thần còn cách gì nữa chứ? Thần đã gần tuổi tứ tuần, cũng chỉ có thể chịu đựng, mong mỏi đời sau xin được vài người con tài giỏi. Trẫm cũng biết nỗi khổ của nhà họ Lương các ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến vụ án trước mắt khanh, không hiểu sao thái tử vô duyên vô cớ đã bị liên lụy, khiến bản thân mang tiếng xấu. Lẽ nào không nên để Tử Thạnh bắt sống Lương Hà, hỏi cho ra lẽ, thẩm tra rõ ràng sao? Ngươi thì hay rồi, bắn một mũi tên giết chết thắng, vậy là xong luôn. Bệ hạ, nếu bệ hạ tiếp tục điều tra chuyện này, thần cho rằng không có lợi cho đại cuộc. Trẫm biết rồi. Người lùi xuống trước đi. Tử Thạnh, có phải người có điều gì muốn nói với trẫm phải không? Bệ hạ, thần cho rằng Lương Vô Kỵ quả thực không phải chủ mưu. Thần thấy con người Lương Hà cũng không phải kẻ mưu trí. Vậy thì còn có thể là ai đứng sau mưu tính chuyện này? Còn có ai có khả năng biết Thái tử điện hạ gặp Khúc Linh Quân ở Tử Quế biệt viện? Còn có ai không quản khó khăn rắc rối để du quan chuyện này cho Thái tử điện hạ, hủy hoại danh tiếng của người? Cũng có thể là đường huynh của Thái tử Phi, Tôn Thắng Làm. Dù sao hắn cũng phụ trách trông coi Tử Quế biệt viện. Tôn Thắng đã bị thần bắt rồi. Nếu thả hắn ra, thần dám cược rằng hắn không sống nổi hai ngày. Thế ngươi nói xem, chủ mưu đằng sau là ai? Chủ mưu đằng sau là ai? Có lẽ bệ hạ cũng đã biết rõ. Mọi điều hắn làm hoàn toàn không chỉ có chuyện này. Đau không? Đau. Nếu không phải vì thấy không đáng thay cho cha mẹ đã mất, thì ta cũng không muốn tát huynh. Tự ta còn thấy đau tai. A Hằng yên tâm, một mình ta làm, một mình ta chịu. Chuyện này bại lộ, tam huynh tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến muội. Chỉ dựa vào huynh mà còn mặt mũi nó không liên lụy đến ta? Đầu óc huynh liên lụy được ta sao? Nếu tam huynh thông minh được bằng một nửa trưởng huynh quá cố, thì cũng không đến nỗi làm ra chuyện ngu xuẩn du hại thái tử này. Ta chỉ không phục mà thôi. Nhà họ Diệp của chúng ta luôn không màng sống chết, bỏ sức bỏ của vì thánh thượng, đem toàn bộ tính mạng từ lớn đến bé của cả gia tộc đặt vào tay thánh thượng, nhưng đến cuối cùng lại có kết cục này. Lúc đầu huynh muội chúng ta có 7 người, bây giờ chỉ còn lại 2 huynh muội chúng ta. Rốt cuộc là vì ai chứ? Nhà họ Diệp huyện Nhiêu thịnh vượng, vốn dĩ giàu có yên vui,
Ăn no rừng mận lại muốn theo nhà họ Danh tạo phản. Quỳnh nói như thế Quỳnh chẳng được lợi gì từ chuyện này. Ta chỉ dưới một người. Quỳnh được phong là ngoại thích diệt hầu cao quý, ăn sung mặc sướng, quyền cao chức trọng, sao lại khiến Quỳnh ấm ức không phục? Quỳnh nghĩ đến người nhà họ Quắc đi. Chính vì Quắc Xung, ta mới nhìn rõ Thánh Thượng. Nếu Thánh Thượng thật sự là người cứng rắn, ngày sớm đã đuổi cả nhà Lăng Ích ra khỏi thành rồi, để trút giận cho Quắc Quân qua. Nhưng ngài thì hay rồi, còn khuyên cha con Tử Thành hòa hợp. Thánh Thượng vẫn luôn như thế, ngài chỉ mong mọi người hòa thuận vui vẻ, thân thiết như một nhà. Nếu Thánh Thượng không nhân hậu như thế, thì với mọi chuyện Tam Huynh làm, e là đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. A Hằng, nếu không phải Thánh Thượng cưới Tuyên Thị, thì muội mới là hoàng hậu bây giờ. Tam hoàng tử của chúng ta mới là thái tử. Bây giờ thái tử tuy đã gột bỏ được nghi vấn là kẻ giết người, nhưng chuyện cậu ta hẹn riêng thần phụ thì ai cũng biết. Cậu ta sớm đã tự mình hủy hoại danh tiếng của chính mình rồi. Ta càng nghĩ càng không phục. Rõ ràng Tam hoàng tử mới là minh quân tương lai, nhưng vì bị họ ngoại liên lụy mà phải chịu thua một tên phế vật. Ta nhổ vào, ta là thái tử được cưới hỏi đàng hoàng, không phải là tiểu thiếp. Quỳnh đừng đổ những quốc ức đó của Quỳnh lên đầu ta. Quỳnh muốn làm quốc cụ phò tá thiên tử, chứ ta không có hứng thú làm thái hậu. Quỳnh luôn mồm nói ta vì ta, vì Tam thái tử, nhưng thực ra tất cả đều là vì bản thân Quỳnh. Đúng, nhà họ Diệt ta có ơn với bệ hạ, nhưng người trì quản cố diện như Quỳnh thì khác. Ai cũng có thể tỏ ra bất bình thay cho quốc hậu, chỉ riêng Quỳnh là không thể. Tam Quỳnh, ta hỏi Quỳnh, tại sao lúc đó Quỳnh trì quản việc cứu diện Cô Thành? Lấy khí độc làm cái cớ, cố ý kéo dài làm cho Quắc Xung chết. Không có chuyện đó. A Hằng, muội, muội đừng lừa ta. Ta lừa Quỳnh à? Mấy năm nay Lăng Tử Thành điều tra ra không ít chứng cứ của Quỳnh. Vụ án Văn Tu Quân đút tiền có phải âm mưu của Quỳnh không? Cái chết của người truyền tin Hàng Vũ có phải thủ đoạn thâm độc của Quỳnh không? Đến bây giờ cậu ta vẫn chưa nói hết với bệ hạ, là vì giữ thể diện cho nhà họ Diệp chúng ta và cho Quỳnh một cơ hội đầu thú đấy. Ta hỏi Quỳnh, năm đó đối chướng khí có độc, tại sao binh sĩ đi dò thám đều trúng độc mà chết, nhưng ngựa thì lại bình yên trở về? Tại sao tình báo quân đội không thấy tin tức ngựa bị trúng độc chết? Tại sao? Đúng. Hôm đó ta nhận được tin xin viện trợ của người truyền tin nhà họ Quắc. Trên đường đi, bọn ta biết tin phía trước có chướng khí, ta phái người đi điều tra. Quân dò thám quay lại nói chướng khí này không đáng để lo. Cũng là vào lúc đó quân đội của lão Càn An Dương đến. Muội cũng biết trước giờ chúng ta và nhà họ Tuyên bất hòa. Lão Càn An Dương lại là cũ cũ của Tuyên Thị. Nghĩ đi nghĩ lại, ta nghĩ nếu có thể trì hoãn thời gian, lão Càn An Dương đi cố diện, chạy đến cuối cùng, Thánh Thượng chắc chắn sẽ trách mắng nhà họ Tuyên. Cho nên ta bèn giết đội do thám đó. Nhưng nhà họ Tuyên và nhà họ Diệt bất hòa đã lâu, lão Càn An Dương sao lại có thể tin tiểu Diệt hầu? A Hằng, muội hại ta. Ta đang hại Quỳnh sao? Rõ ràng là ta đang giúp Quỳnh. Muội,
Muội thật nhẫn tâm. Nói nhẫn tâm cũng không nhẫn tâm bằng tiểu diệt hầu ngươi. Ngươi hãy nói thật, lão Càn An Dương vì sao mà chết? Lão Càn An Dương đóng lòng cứu cô thành, thế là tự dẫn một đội binh mã đi xem xét chứng khí. Nhưng chuyến đi đó họ không trở về được nữa. Sau đó thần nghe thuộc hạ Bành Khôn của ông ấy nói, lão Càn An Dương trúng độc vì chứng khí, chết trong rừng. Nhưng sau đó thần nghĩ kỹ lại, thần đã kiểm tra chứng khí không gây hại cho người, trừ phi Bành Khôn mới là đầu sỏ, là Bành Khôn giết lão Càn An Dương, chiếm đoạt binh quyền của nhà họ Tuyên. Cho dù là vậy cũng không đến nỗi cả cô thành bị giết chứ. Ba ngày sau các ngươi lại đến, thì tại sao cô thành không thể cứu được chứ? Bệ hạ, chuyện này thần cũng không biết. Bởi vì Ung Dương đã lén đổi vũ khí quân đội. Cô thành vốn có thể chống đỡ 10 ngày, đến cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi 2 ngày. Ung Dương là các người, bởi vì tư lợi, bởi vì lòng tham, hại chết biết bao tướng sĩ cô thành, hại chết cũ của ta. Thảo nào tử thành ngươi lén đổi vũ khí quân đội ư? Bệ hạ, quan uổng quá. Bệ hạ, tuy lúc đó thần đang toan tính trì quản cứu viện, nhưng trong lòng thần đã nghĩ, nếu cô thành kiên trì thêm vài ngày thì quân cứu viện sớm muộn gì cũng đến. Tuy thần có lòng riêng, nhưng chưa từng muốn hại chết lão Càn An Dương, lại càng không thể trao đổi vũ khí quân đội. Bệ hạ, chuyện cô thành thất thủ thật sự không liên quan gì tới thần. Nếu không phải ông cố ý che giấu lừa gạt, thì sao lão Càn An Dương chết được? Nếu ông cứu viện kịp thời, sao cô thành lại bị diệt vong chứ? Cho đến hôm nay ông vẫn thấy mình bị oan sao? Quốc pháp ở đây, bệ hạ ở đây, chuyện tiểu diệt hầu ta làm, ta đều thừa nhận. Xin hỏi bệ hạ, thần sẽ bị phán tội gì? Tiểu diệt hầu, ngày trước ngươi làm chuyện dơ bẩn, không thể xử trí được ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cấu kết với Lương Hà mưu hại thái tử, còn làm liên lụy lương thượng, hại hắn mất mạng. Ngươi giải thích thế nào hả, bệ hạ? Chỉ là thần bất mãn, phải cứu Vũ công chúa, không biết liêm sĩ đó về, thế nên mới khiêu khích Lương Hà, thúc đẩy thái tử và Khúc Linh Quân gặp mặt riêng. Vốn dĩ thần nghĩ chỉ dù khống thanh danh của nhà họ Tuyên mà thôi, nhưng không ngờ tên Lương Hà này lại còn nhân cơ hội giết huynh trưởng lương thượng của hắn. Bệ hạ, thần không giết lương thượng. Ông không giết lương thượng, nhưng lương thượng cũng vì ông mà chết. Trên đời này kẻ giết người gián tiếp rất nhiều, lẽ nào đều phải phán tội hết sao? Câm miệng đi. Trẫm nếm tình nhà họ Diệt ngươi, cả nhà Trung Liệt chỉ còn hai huynh muội sống sót, nên trẫm không giết ngươi. Nhưng từ hôm nay trở đi, phế tước vị của ngươi đi trông coi quan lăng cho trẫm. Bệ hạ xử trí thiếu quyết đoán như vậy, thật làm An Hành xem thường người. Tạ ơn bệ hạ đã không giết thần. Tử Thảnh, vụ án Bành Khôn trẫm sẽ điều tra nghiêm minh. Hôm nay muộn rồi, thôi thì ngươi về cung Trường Thu sớm một chút, nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
Không phải bảo muội về nhà rồi à? Sao còn đợi ở cung Trường Thu vậy? Ta sẽ không về đâu. Trên đời này e là chỉ có hoàng hậu mới không mắng ta. Chuyện xảy ra hôm nay, nếu cha mẹ và các huynh biết được, chắc chắn lại càm ràm ta nửa tháng. Muội cũng biết sợ à? Không phải đã nói với muội rồi sao? Không được làm càn, không được làm càn. Tại sao cứ phải mạo hiểm tính mạng? Sao ta khoanh tay mặc kệ được chứ? Nếu ta mặc kệ, ai giúp hoàng hậu và thái tử rửa quan? Họ đều là người có tấm lòng nhân hậu, nhưng bởi vì hai tên khốn nhà họ Lương đổ quan, lòng ta không nhịn được. Giả lại còn Cúc Linh Quân nữa, nếu cô ấy không rửa quan, hai đứa con cô ấy phải đối diện với sự lạnh nhạt của người đời thế nào đây? Ta cũng không phải vì bản thân mình, huynh đừng trách ta nữa. Được, không trách muội. Ta cũng không phải muốn cản muội, chỉ là lo cho muội mà thôi. Nếu muội có thương tổn gì thì ta không thể tha thứ cho chính mình được. Vụ án cô Thành đã phá rồi, ngoài Bành Khôn chưa bắt được ra, những người khác đều đền tội rồi. Tại sao huynh vẫn không vui vậy? Thiếu thương, nếu có người hại người thân của muội, muội biết rõ đối phương có tội, nhưng muội không thể để hắn bị xử theo quốc pháp, thì muội sẽ làm thế nào? Huynh còn có thù chưa báo hả? Ta chỉ nói là giả sử. Quên biết mà, con người ta có thù tất báo. Nếu có người hại người thân của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ. Hắn làm ta đau đớn bao nhiêu, ta sẽ trả lại cho hắn gấp trăm ngàn lần. Vậy nếu như lúc muội báo thù sẽ làm tổn thương đến người muội yêu thì sao? Con người luôn phải lựa chọn. Đặt hai chuyện cạnh nhau thì chắc chắn có một bên quan trọng hơn. Bài vị của tiên phu Diên Công Vũ. Thiện kiến. Con đã 21 tuổi, con nên chọn một tân nương phù hợp thôi. Trước giờ mẹ đều không quản chuyện hôn sự của con, vì sao hôm nay lại nhắc đến? Hôm nay ta thấy con đối xử với Trình tiểu thư rất tình cảm, có phải đã phải lòng cô ấy hay không? Cô ấy à? Cô ấy chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của con cả. Con không muốn thành thân sao? Từ khi con còn nhỏ, con đã từng nghĩ đến việc lựa chọn tân nương. Gia thế, dòng dõi, thanh danh, chức quan của cha huynh, thế lực bè phái của hai bên thông gia, còn cả tính cách học vấn và dung mạo con cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng lâu ngày nhìn cha mẹ ăn riêng ở riêng, thậm chí mỗi người còn nhớ nhung người trong lòng của mình, thì con không muốn thành hôn nữa. Nếu nhân duyên trên thế gian đều như vậy, tại sao phải thành thân sinh con đẻ cái rồi làm hại cả đời sau chứ? Là cha mẹ có lỗi với con. Cha con vốn đã thích người khác. Ta cũng từng gả cho đại bá phụ của con. Biết làm sao khi mà thế gia liên hôn, hầu hết đều phức tạp rối ren.
lòng đầy bất lực. Cho nên cha mẹ sau khi thành hôn không hòa thuận, chưa từng nghĩ lại bởi vì điều đó mà tổn thương đến con. Con không thành thân cũng rất tốt. Nếu con thành thân thì trên đời này khó tránh có thêm một đôi phu thê bất hòa. Hôm nay ta thấy con điều tra vụ án với Trình tiểu thư, lúc nguy nan nét mặt căng thẳng, lẽ nào không phải là phải lòng quấy sao? Từ sau khi Trình tiểu thư đính hôn, con chọn tới chọn lui trong số các cô nương ở kinh thành mà không có ai hài lòng. Thoạt đầu không biết lý do, bây giờ nghĩ lại có lẽ đều không phải là hình dáng của cô ấy. Nhưng vậy thì có đã sao? Chậm một bước lỡ mất cả đời. Cho dù hôm nay Trình thiếu thương thành hôn thì Viên Thiện Kiến con dù sao cũng phải sống tiếp cuộc sống của mình. Không biết nửa đêm Diệp Phi tìm thần là có việc gì? Tử Thạnh, ngươi có biết vì sao ta giúp ngươi gài bẫy tra hỏi Tiểu Diệt Hầu để xử lý Tiểu Diệt Hầu hay không? Vì nhà họ Diệt, vì thánh thượng, vì thần dân trong thiên hạ. Nhà họ Diệt có thánh thượng, thánh thượng có thần dân có thiên hạ. Những điều này có liên quan gì tới ta? Ta là vì nhà họ Quắc, vì Quắc huynh, càng là vì ngươi, Lăng Bất Nghi. Ta biết ngươi bất mãn với chuyện thánh thượng phạt tam huynh ta trông coi Hoàng Lăng. Nếu ngươi thấy mạng của huynh ấy có thể đổi lại mạng của cả gia tộc nhà họ Quắc thì tùy ngươi chém giết. Ngươi không làm, ta làm. Bành Khôn, thánh thượng đã ra lệnh điều tra nghiêm minh, ít ngày nữa sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ta và thánh thượng đều mong ngươi có thể buông bỏ khúc mắc nhiều năm, an tâm thành hôn. Ngươi cũng nên học cách sống như một người bình thường, thay cả gia tộc nhà họ Quắc của ngươi sống thật tốt. Thánh thượng xử trí rất đúng. Trên tay Tiểu Diệt Hầu không dính máu tươi của nhà họ Quắc, huống hồ cả nhà họ Diệt đều chết trận, chỉ còn sót lại huyết mạch duy nhất là Tiểu Diệt Hầu. Thánh thượng niệm tình công lao đó không phạt nặng, Tử Thạnh có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của thánh thượng. Tử Thạnh, chuyện trì quản cố diện là nhà họ Diệt ta nợ ngươi. Chuyện này Diệt Hằng ta ghi nhớ cả đời, ta tình nguyện bù đắp bất cứ lúc nào, không cần đâu. Đa tạ Diệt Phi xử lý công bằng. Từ nay về sau Tử Thạnh không cần nhà họ Diệt bù đắp nữa. Nhưng có một số người phạm sai lầm, dùng cả một đời cũng không bù đắp được.